Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Nhật Bản và trước mắt anh chị em là một cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Tuy nhiên chịu khó tìm kiếm thì vẫn gặp những chiếc loa chưa qua sử dụng. Trước mắt anh chị em là một chiếc loa Bluetooth, con này thì chưa qua sử dụng. Hàng còn nguyên siêu, chưa cắt, chưa cắt xốp luôn. Những cái sản phẩm mà chưa qua sử dụng được bán trong tiệm đồ cũ thì đa số những sản phẩm được tặng anh chị em nhé. Được tặng mà người ta không dùng đến, người ta bán lại tiệm đồ cũ. Đấy, một con loa Bluetooth nghe nhạc thì cực kỳ chất luôn. Rất là nhiều anh chị em nhận được hàng con loa này về đều khen, âm thanh rất là hay luôn anh chị em nhé. Con này thì chưa bóc siêu nhé. Hiện tại con này về tay là 3,9 triệu và mình cũng chưa bóc luôn. Để nguyên vậy thì anh em nào quan tâm thì chụp lại nhé. Trước khi đóng gói thì mình sẽ bóc ra và kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Đấy, còn bên trong của nó thì anh chị em có thể quan sát, nó chính là một con loa này này. Đấy, con này thì hàng xẻ lướt, không có hộp. Hiện tại là mày bán tại Nhật 19.800 yên. Con này thì đã qua sử dụng nhé. Con Hakman Candom, chính là tên là Hakman Candom Bluetooth. Con này nó thiết kế thì nhìn rất giống một chiếc đĩa bay. Nó thích hợp một cái sạc adapter cắm điện 220 đều được nha anh chị em nhé. Cắm điện 220 đều được. Và nó có khả năng tích pin, anh chị em có thể xách ra ngoài trời để nghe được. À, đây là công tắc nút bật nguồn, anh chị em nhấn khoảng 3 giây đèn nguồn sẽ bật. Sau đó thì kết nối Bluetooth qua điện thoại và trên đây thì có âm lượng to nhỏ. Kết nối Bluetooth rất là nhanh chóng để anh chị em có thể thực hiện những bài tập thể dục thể thao ngoài trời hoặc đi du lịch dã ngoại. Thì đây là một chiếc loa Bluetooth nghe ngoài trời rất hay luôn đấy. Trong cái tầm tiền của nó thì khó con nào vượt qua được con loa này nha anh chị em nhé. 3,9 triệu đồng là một con nguyên hộp, bao ship toàn quốc. Bạn nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại nhé. Lâu lắm mới gặp một con hàng chưa qua sử dụng. Ngay bây giờ thì xin kính mời cô chú các bạn cùng di chuyển. Và khi sang cái hành lang bên đây thì mình tiếp tục thanh toán rất là nhiều kính mắt anh chị em nhé. Ngay lập tức tại quầy thì mình sẽ quay và báo giá về tay để cô chú các bạn tiện bề trong việc mua sắm. Bạn nào mua cây nào thì chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cây đầu tiên thì mình quay chi tiết cận cảnh cho cô chú các bạn một cây kính Ray-Ban vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. Một cây kính hàng hiệu. Đây, cái này là hộp trong hộp ngoài anh chị em nhé, khử 100% UV. Hộp trong hộp ngoài, táp mác giấy tờ đầy đủ. Khăn chăn ga gối đệm đầy đủ anh chị em nhé, hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Đây là những giấy tờ phân phối tại Nhật, chăn ga gối đệm táp mác. Tất cả những cái này thì mình cố gắng là quay kỹ để anh chị em tiện bề trong việc mua sắm nhé. Bạn nào mua chỉ cần chụp lại thôi, giá thì mình đã báo giá về tay hết rồi. Đấy, đang táp mác phân phối tại Nhật, made in Italy. Cây này về tay là 3,5 triệu nhé. 3,5 triệu là về tay. Khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Đấy, đây là một cái kính size 62. Mắt của nó thì dạng như mắt phi công, mắt cơ trưởng hoặc là mắt mật vụ. Hay chị em thấy là mật vụ Mỹ người ta hay đeo những kiểu kính như thế này nhé. Bởi vì nó rất là sáng, nhìn rõ nét. Và đặc biệt là khử 100% UV, gọng tăm đen tuyền và có khắc chữ Made in Italy. Đây là một size 62, cái size này thì tương đối lớn nhé. Thường là size 62 là lớn nhất trong các dòng mắt kính. Đấy, một cái mắt kính màu đen tuyền trong vắt ạ. Này thì phù hợp cho anh chị em lái xe vào trời nắng gắt thì rất là tuyệt vời luôn. Đi rừng, đi biển đều đẹp, đi du lịch đều hay luôn, đi xe máy càng tốt luôn. Size 62 thì thường thường là chiều gọng A, gọng B nó khoảng 14,5 cm. Và chiều cao của mắt kính là 5,5 cm. Cây này về tay là 3,5 triệu nhé. Hàng chưa qua sử dụng. Nguyên hộp, táp mác giấy tờ, chăn ga gối đệm. Các bác chỉ cần chụp lại ở vị trí này nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Cách để mua hàng thì các bác nào mua nhiều lần thì chuyển tiền trước, hoặc các bác nào lần đầu tiên mua thì có thể chuyển trước 1 triệu và nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng.
Kế tiếp và liên tục chương trình, đây cũng là một cái mắt kính của nam. Mắt này thì là không có hộp anh chị em nhé, hàng đã qua sử dụng. Không có hộp, hàng đã qua sử dụng. Mắt kính trong vắt, không một tí vết. Đây là một cái kính Gucci của nam. Hàng đã qua sử dụng nhé, không hộp anh chị em nhé. Giá thì rất tốt để anh em mua sắm nhé. 2.500.000 đồng giá về tay. Đấy, các bác có thể quan sát. Hàng đã qua sử dụng nhưng cái mắt kính của nó thì không một tí vết nào nhé. Đấy, đây là nơi sản xuất và thông số kỹ thuật. Tuy nhiên là mình vẫn đo nhé, để anh em dễ bề trong việc mua sắm. Cái này thì chắc là size của nó là size 58. Gương mặt nào vừa vừa thì đeo phù hợp. Từ gọng A sang gọng B nó khoảng 13.8, 14. Size là ước của nó là size 58 anh chị ạ. Không tì vết, giá về tay 2,5 triệu. Bao ship trên toàn quốc. Bạn nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại nhé. Và gửi qua một trong hai số Zalo. Một cái kính rất là đẹp luôn. Đó là thời trang và một cái kính hàng hiệu Gucci. Sản xuất tại Ý. Ở vị trí này thì các bác chụp lại nhé. Đấy, các bác chụp lại thì rất dễ trong việc mua sắm. Kế tiếp và liên tục chương trình, quay cho cô chú anh chị của bạn những cái kính của nữ, tất cả là đều chưa qua sử dụng. Đây có mấy cây đều chưa qua sử dụng nhé. Mình qua thì hay gặp những món đồ rất là độc lạ và mới chưa qua sử dụng. Một cái kính hiệu Crash, con này thì còn nguyên hộp, táp mác, giấy tờ, chân ga, gối đệm. Hộp của nó hộp cứng anh chị em nhé. Siêu này cũng chưa bóc luôn. Giấy tờ là phân phối tại Nhật này. Cây này thì rất là dễ đeo, bạn gái nào đeo cây này rất là tuyệt vời luôn. Đeo vào cái là xinh tươi ngay chị em nhá. Một cái mắt màu hơi tím tím. Và cái khuôn mắt của nó rất là dễ đeo, size kính cũng vừa tầm, đa số ai cũng đeo vừa hết. Các bác có thể quan sát một cái kính mắt rất là xinh nhá, rất là đẹp luôn. Đeo vào nhìn vô cùng sáng, sang, xịn mịn. Và một cái màu tím rất là nữ tính. Đây là thông số của nó này. Thông số thì in hai bên gọng anh chị em nhé. Cái kính được hoàn thiện rất là chi tiết. Giá cây này về tay là 3,5 triệu. 3 triệu 500 ngàn đồng là giá bao ship trên toàn quốc. Khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng nhé. Trong vắt một cái ánh tím rất là sáng đẹp. Các bác quan tâm thì ở vị trí này các bác chụp lại nhé. Chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái này thì hoàn toàn các bác có thể mua làm quà tặng những người thân yêu, người yêu, bạn gái. Một cái kính rất là tuyệt vời để anh chị em sở hữu. Giá về tay là 3,5 triệu, nguyên hộp cứng, giấy tờ táp mác, chân ga gối đệm đầy đủ. Kế tiếp và liên tục chương trình. Đây cũng là một cái mắt kính rất là tuyệt vời để anh chị em sở hữu nhé. Một cái mắt kính của nữ. Cái này thì cũng đầy đủ, chân ga gối đệm hộp. Hiệu của nó là size Micro. Hàng cũng chưa qua sử dụng anh chị em nhé. Những cái món hàng này hầu như người ta được tặng và không dùng đến, người ta bán trong tiệm đồ cũ. Vì vậy nên giá của nó rất là tốt để anh em mua sắm nhé. Cây này về tay là cũng 3.500.000 bao ship trên toàn quốc. Bạn nào quan tâm thì chụp lại nhé. Một cái mắt rất là thời trang đẹp. Màu của nó thì màu nâu trầm, chầm chầm một chút, nhưng mà mắt thì rất là dễ đeo. Và đây là thông số kỹ thuật, tên hiệu. Một cái kính rất tuyệt vời để sở hữu cho bạn gái nhé, bạn nữ. Những cái mắt kính này thì thường thường nó đi cùng năm tháng, không bao giờ bị lỗi mốt. Lúc nào đeo cũng cảm thấy rất là xinh đẹp và thời trang. 3,5 triệu là giá về tay nhé. Các bác chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Bác nào lần đầu tiên mua hàng thì có thể cọc trước 1 triệu nhận hàng thanh toán nốt. Còn bác nào mua nhiều rồi thì có thể chuyển một lúc hết luôn 3,5 triệu. Các bác quan tâm thì chụp lại nhé. Một cái kính rất là nữ tính, đẹp. Đẹp đến từng centimet. Đẹp và thời trang. Mà lại là kính hiệu. Rất tuyệt vời để cô chú các bạn sở hữu. Các bác chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo nhé. Clip thì mình phát vào lúc 20 giờ tối Việt Nam. Các bác nào chưa bấm đăng ký thì hãy bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video các bác nhận được sớm nhất.
kế tiếp và liên tục chương trình sang cái quầy túi hàng hiệu và máy ảnh thì mình vừa thanh toán luôn được 2 chiếc nhé. Ngay lập tức quay cho cô chú như bạn tại tiệm. Nó đầy đủ âm thanh và ánh sáng để các bác có cái nhìn chân thực nhất ạ. Trước mắt anh chị em là một chiếc túi Dunhill. Những cái thiết kế của Dunhill thì luôn luôn mang lại vẻ nam tính, thời trang và rất là tinh tế. Cái này thì còn nguyên hộp và nguyên bao bố. Hàng sử dụng một vài lần thôi chị em nhé, hầu như mới lên đến 98%, 95-97%, không một tí vết, các bác có thể quan sát kỹ. Da đen và được làm bóng sáng. Đường kim mũi chỉ thì đẹp từng cm. Đấy, cái khóa của nó làm rất là chắc chắn anh chị em nhé. Các bác cảm nhận Dunhill nó làm cái khóa rất là đẹp. Đa phong cách, đa kiểu dáng nhưng mà cái khóa bao giờ cũng rất là chắc chắn và đẹp. Bên trong thì anh chị em quan sát có một ngăn kéo khóa và một ngăn rộng rãi để anh em đựng tiền, ví, chìa khóa, kính mắt, giấy tờ. Các bác cho hết vào đây thì xách rất là tiện nhé, không bao giờ bị quên. Đi làm chỉ cần xách mỗi cái túi thì là trong có đầy đủ các thứ ấy. Hay là thì kèm theo chìa khóa luôn, dây rút luôn. Các bác thấy cái thiết kế của nó rất là tinh tế nhé. Đấy, rút ra rất là gọn. Khi các bác rút ra thì ngay lập tức trở thành một cái túi xách, rất tiện trong việc di chuyển. Còn khi bác cắm vào thì ngay lập tức là một cái túi kẹp nách rất là thời thượng, đẹp từng cm. Cái này về tay là 5,5 triệu nhé, 5,5 triệu. 5,5 triệu là giá về tay. Cái này hàng mới tại Nhật nó bán khoảng 12 triệu anh chị em nhé. Hàng mới ở tiệm Dunhill ở Nhật nó bán khoảng 12 triệu. Cái này thì các bác thấy này, chìa khóa này, khóa dạng càng cu. Tuy nhiên thì cái này thì chắc ít khi bác nào dùng khóa lắm, bởi vì khóa ra khóa vào nhiều khi nó mất thời gian. Hay đây có điều là mình test thử cho chị em. Khóa càng cu, xoay một góc. 5,5 triệu là giá về tay nhé, hàng nguyên hộp, đã qua sử dụng, đẹp 95-97%. Túi này thì dành cho tất cả các bác là nam, là đàn ông. Kế tiếp và liên tục chương trình. Trước mắt anh chị em là một cây máy ảnh hiệu Nikon. Vừa mình thanh toán tiền xong nhá, ngay lập tức thì quay test cho cô chú như các bạn. Cái này là sạc qua máy tính hoặc là sạc qua cái iPhone của các bác nhé. Đây là pin, pin này là pin sạc này. Kế tiếp là một chiếc dây dẫn kết nối TV, kết nối vào TV nhé. Đấy, còn đây là giấy bảo hành tại Nhật. Đấy, giấy bảo hành Nikon này. Kế đến các bác có thể quan sát là thẻ và thân máy. Đấy, một chiếc thân máy mình rất là tuyệt vời luôn để anh em có thể đi du lịch ra ngoại nhé. Có đèn flash hỗ trợ chụp đêm. Máy ảnh là một cái gì đó vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên chỉ đối với những anh em yêu thích chụp ảnh nhé. Chịu khó đi du lịch ra ngoại thì đây là một cái máy ảnh rất là vừa tầm để cầm tay. Đặc biệt là màn hình có thể xoay đa chiều, xoay gập đa chiều. Đấy, nên là rất là tuyệt vời để anh em tự chụp tự quay nhé. Kế tiếp đây là một chiếc thẻ. Đây chính là một chiếc dưỡng và một cái thẻ mini card. Đấy, các bác có thể quan sát độ của nó là 32GB anh chị em nhé. Thảo anh em chứa video và ảnh. Bây giờ mình sẽ lắp vào và ngay lập tức test cho các bác nhé. Chiếc máy ảnh này về tay là 3.900.000 đồng là giá về tay. 3.900.000 đồng anh chị em nhé. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Bây giờ mình cài pin, cài thẻ và ngay lập tức bật nguồn và ngay lập tức có thể quay và chụp anh chị em nhé. Bật nguồn và nó rất có rất nhiều chế độ để anh em chụp phong cảnh, chụp chân dung, chụp biển, chụp núi, chụp rừng, chụp xa, chụp gần, tùy chọn. Với một cái màn hình lật đa chiều nên là rất tuyệt vời để anh em sử dụng nhé. Bây giờ mình lật vào vị trí gốc của nó, sau đó thì mình test cho cô chú anh chị các bạn.
À, cứ thế là dương máy là chụp tên chị em nhé. Ngắm thì có hai đường ngắm, các bác có thể quan sát zoom, khả năng zoom rất là tốt anh chị em nhé, zoom rất là xa luôn. Ngắm thì có hai đường ngắm, một là xem trực tiếp trên màn hình, hai là nhìn qua một cái ống lăng nhỏ. Anh chị em cứ bấm máy là chụp nhá, máy sẽ tự động lấy nét. Cứ bấm là chụp thôi, máy sẽ tự động lấy nét tốt nhất để cô chú như bạn sở hữu những tấm hình tuyệt vời trong các kỳ đi du lịch các bạn ạ. Máy ảnh có cái hai cái là nó lưu trữ được ảnh lâu dài nhá. Bởi vì anh em chụp trên điện thoại một vài năm thay điện thoại các có khi lại mất hết ảnh. Điều đó thì xảy ra thường xuyên với tất cả anh chị em. Thì vậy đây là một chiếc máy ảnh quay chụp trong tầm tiền rất vừa phải và tính năng của nó thì rất tuyệt vời đấy anh em lựa chọn nhé. À, đây là đang chế độ quay và chụp. Quay thì anh chị em chỉ cần bấm thôi. Để sang chế độ ảnh và sau đó thì bấm nút quay nhanh. Có rất nhiều chế độ chụp nhé. Chụp chân dung, chụp thể thao, chụp bình thường. Có đa chức năng để chụp. Còn bình thường anh em quay thì anh chỉ cần nhấn vào nút quay này thôi. Đấy, đây là nút quay nhanh này. Bấm vào đấy là ngay lập tức máy sẽ chuyển sang chế độ quay. Đấy, đang chế độ quay anh chị em nhé. Đang chế độ quay video. Màn hình lật đa chiều. 3,9 triệu là giá về tay nhé. Bạn nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Giá của nó rất tốt để anh chị em mua sắm một chiếc máy ảnh quay chụp Full HD anh chị em nhé. 3 triệu 900 ngàn đồng. Bạn nào quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loa TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.